Dung lượng RAM của một chiếc card đồ họa hay còn gọi là VRAM thì như các bạn có thể thấy là khoảng tầm 4 đến 5 năm trở lại đây nó tăng, phải nói là rất là chóng mặt. Như ngày xưa khoảng tầm năm 2012, 2013, các bạn có thể thấy là một chiếc card đồ họa tầm trung nó chỉ có khoảng tầm là 1GB RAM thôi. Và kể cả như một chiếc card đồ họa cao cấp như là GTX 780 thì nó cũng chỉ tầm là 3GB RAM. Nhưng mà gần đây, đây là năm 2018 rồi, và các bạn có thể thấy là một chiếc card đồ họa tầm trung nó cũng khoảng tầm là 3 đến 4GB RAM. Rồi một chiếc card đồ họa cao cấp như là RTX 2080 hay là RTX 2080 Ti ấy, thì nó cũng là 8 hoặc là 11GB RAM, rất là nhiều đúng không? Và lý do tại sao mà những nhà sản xuất họ phải nhồi vào nhiều VRAM vào trong một chiếc card đồ họa như vậy thì thực ra lý do nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Đấy chính là game hiện tại thì nó đã có đồ họa đẹp hơn rất là nhiều rồi, cũng như là độ phân giải mà khi các bạn chơi game nó cũng đã lớn hơn thời xưa rất là nhiều. Thời xưa có thể các bạn chỉ chơi game ở là HD hay là Full HD, nhưng mà bây giờ game nó lên đến là 2K hay là 4K. Mình có thể lấy một ví dụ đơn giản, ví dụ nhá, đấy chính là với độ phân giải 2K, các bạn sẽ có nhiều điểm ảnh hơn khoảng tầm 80% so với cả Full HD. Thì đương nhiên hình ảnh của bạn sẽ nặng hơn và các bạn cần nhiều VRAM hơn. Rồi là độ phân giải 4K nó sẽ nặng gấp 4 lần so với cả Full HD. Thì nó cũng đồng nghĩa như vậy thôi, thì các bạn sẽ phải cần một dung lượng VRAM nhiều hơn, phải nói nhiều hơn rất là nhiều để có thể chứa đựng cái lượng dữ liệu về hình ảnh lớn như vậy. Nhưng mà kéo theo đó là các bạn còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nữa. Ví dụ, đấy chính là về việc thiết lập đồ họa trong game. Ví dụ nhá, mình có thể nói đến hai cái hiệu ứng ở trong thiết lập đồ họa cực kỳ nặng và nó cực kỳ tốn VRAM. Đấy chính là texture quality. Nó có nghĩa là nó sẽ nâng cái độ chi tiết của texture ở trong game lên, thì nó sẽ làm cho hình ảnh nó nặng hơn, cũng như là các bạn sẽ cần nhiều VRAM hơn. Và tính năng nữa đấy chính là tính năng khử răng cưa SSRR. Một tính năng khử răng cưa bằng cách đấy chính là các bạn render một cái hình ảnh lớn hơn bình thường mà các bạn xem trên màn hình rất là nhiều, sau đó nó lại thu nhỏ lại để nó khử răng cưa đi. Thì hai tính năng này nó đốt VRAM cực kỳ nhiều luôn. Và cũng chính vì trong video này mình chủ yếu là chỉ test VRAM xem là RAM bao nhiêu là đủ cho các bạn thôi. Thế nên là mình sẽ sử dụng một chiếc card đồ họa đấy chính là RTX 2080 Ti có đến là 11GB VRAM, một trong những chiếc card đồ họa chơi game có VRAM nhiều nhất. Và trong video này mình sẽ không đề cập đến vấn đề là GPU nó có cần mạnh hay là không, bởi vì dù sao mình cũng chỉ test mỗi VRAM mà thôi. Nhưng mà các bạn hãy nhớ đấy chính là GPU nó cũng rất là quan trọng, bởi vì GPU nó quyết định cái số lượng FPS mà các bạn chơi ở trong game, chứ không phải là VRAM quyết định số FPS nhá. VRAM nó chỉ quyết định đấy chính là lượng dữ liệu chứa ở bên trong nó và nó có bị drop hay là không thôi. Nhưng mà như mình nhận thấy đấy chính là với nhà Nvidia, họ đã đưa ra một mức VRAM ứng với cả GPU nó rất là hợp lý với nhau rồi. Ví dụ như là GTX 1060 thì nó có 3GB, nó có 6GB. Thì mình cảm thấy việc phối như thế của Nvidia nó rất là hợp lý. Và tại sao nó lại hợp lý thì chắc là mình sẽ dành cho một video sau, hoặc là một buổi talk show nào đấy mình sẽ cùng các bạn nói chuyện về vấn đề này. Còn về vấn đề thực tế của chúng ta bây giờ ấy, đấy chính là chúng ta sẽ test, đấy chính là game nó sẽ ăn bao nhiêu VRAM của bạn và bao nhiêu VRAM sẽ là đủ. Và đầu tiên chúng ta sẽ test đối với cả những tựa game online esports, những tựa game hướng tới phần đông người chơi và những tựa game chỉ cần những mẫu card đồ họa bình dân từ GTX 1060 3GB trở xuống là các bạn có thể đã chơi được một cách rất là mượt mà rồi. Và thực tế thì như mình đã test, đấy chính là với tựa game CSGO, kể cả mình đã nâng lên độ phân giải là 4K nhá, thì nó ăn trung bình của các bạn cũng chỉ đâu đó là khoảng tầm 2,4GB RAM mà thôi, và căng lắm thì nó sẽ ăn là 2,9GB. Còn với cả Liên Minh hay là Dota 2, nếu mà các bạn chơi ở 4K thì nó cũng chỉ quanh quẩn đâu đó là 2GB RAM, rất là ít, nó còn chưa đến là 3GB. Còn nếu như các bạn mà chỉ chơi ở Full HD ấy, thì kể cả CSGO hay là Liên Minh hay là Dota thì nó chưa ăn đến 2GB của các bạn đâu. Nếu mà VRAM nó được dùng ít như vậy thì tại sao chúng ta lại phải có những mẫu card đồ họa mà phải nói khủng đến nỗi mà VRAM của nó lên đến là 8GB hay là 11GB? Thì nãy giờ mình test cho các bạn đấy là với game eSports online, những tựa game rất là nhẹ, những tựa game hướng tới đại đa số người dùng thì nó đương nhiên là nó phải nhẹ rồi. Nhưng mà với những tựa game offline thì nó có hình ảnh trong game này đẹp này, ánh sáng trong game các thứ nhìn rất ảo diệu, thì đương nhiên nó sẽ nặng hơn và đồ họa nó khác biệt hoàn toàn so với cả những tựa game online mà như các bạn thường chơi ấy, thì đồ họa của nó nặng hơn rất là nhiều. Thế nên các bạn phải cần những mẫu card đồ họa, ví dụ như là RTX 2080 hay là RTX 2080 Ti. Và như cái hôm mà Nvidia có ra mắt chúng ta đấy chính là RTX 2080 Ti, thì các bạn có thể thấy Nvidia có demo cho chúng ta một tựa game đấy chính là Shadow of Storm Rider. Và khi Nvidia demo kèm với cả tính năng ray tracing với RTX 2080 Ti thì nó chỉ chơi được ở Full HD với FPS là khoảng tầm 60 mà thôi. Thì các bạn có thể hiểu đấy chính là hiệu năng của nó bị kéo xuống như thế nào đấy. Và các bạn cần một mẫu card đồ họa phải nói là rất là khủng thì mới có thể kéo được cái hiệu ứng ray tracing cũng như là về mặt đồ họa ở trong những tựa game offline khủng. Và khi nhắc tới Tomb Raider
thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào mà không nhắc đến đấy chính là một tựa game huyền thoại là Rise of Tomb Raider. Một tựa game phải nói tối ưu cấu hình của nó cực kỳ tốt luôn, và rất nhiều tester đã đưa nó ra để mà làm cho chúng ta những bài so sánh để xem những hệ thống máy tính của chúng ta khác biệt với nhau như thế nào. Nếu chỉ chơi ở độ phân giải là Full HD thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin sử dụng những chiếc Vega chỉ có là 3GB RAM trở xuống, bởi vì nó chỉ ăn trung bình là khoảng tầm 2,8GB RAM ở những đoạn trung bình nhá. Còn những đoạn cao trào nhất thì nó cũng chỉ lên đến là khoảng tầm 3,3GB RAM. Tuy nó có vượt qua mức là 3GB nhưng mà nó vượt qua là không nhiều. Thế nên là các bạn sử dụng những mẫu Vega chỉ có 3GB RAM là các bạn vẫn có thể dùng tốt. Nhưng mà khi mình chuyển qua thiết lập đấy chính là Very High, lúc nãy mình để thiết lập là 2 thì nó cũng chỉ ăn khoảng tầm 3GB. Nhưng mà khi mình chuyển qua là Very High thì nó là một câu chuyện gần như nó là khác hoàn toàn. Nó ngốn trung bình của bạn là khoảng tầm là 6GB RAM để các bạn có thể chơi mượt nhé, thì các bạn sẽ phải cần lên đến là khoảng tầm 8GB, bởi vì cái mức cao nhất của nó cũng đã lên khoảng tầm 8GB RAM rồi. Thế nên là nếu như các bạn muốn chơi mượt mà Rise of Tomb Raider mà không bị drop các thứ ấy, thì các bạn nên dùng từ GTX 1070 hay là RTX 2070 trở lên. Đây cũng chính là hai chiếc Vega tối thiểu để các bạn có thể chiến được game một độ phân giải là 2K hay là 4K, bởi vì trung bình nó cũng đã ăn của các bạn từ 6-7GB, và có lúc cao nhất, lúc đến cao trào nhất thì nó ăn của bạn đến tận là 9GB RAM. Thì đây sẽ là hai sự lựa chọn phải nói là tối thiểu để các bạn có thể chơi được game độ phân giải là 2K hay là 4K, bởi vì nó đã có 8GB RAM rồi. Nếu như lên nữa thì các bạn sẽ có là 11GB RAM của GTX 1080 hay là RTX 2080. Còn chuyển qua một tựa game khác, một tựa game mới hơn so với cả Rise of Tomb Raider đi, đấy chính là Final Fantasy 15. Một tựa game mới và nó cũng cực kỳ đốt cái dung lượng VRAM cũng như là GPU của các bạn luôn. Và đây là một tựa game mới, thế nên là nó sẽ khó mà tối ưu được cho cấu hình thấp giống như là Rise of Tomb Raider. Để chiến game ở độ phân giải là Full HD thì 3GB RAM nó chỉ là gần đủ cho các bạn để dừng lại mức thiết lập, đấy chính là Medium. Còn nếu như các bạn bước qua thiết lập là 2 thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi vì VRAM của các bạn sẽ lên ngưỡng để chơi từ 5-6GB. Tức là đây sẽ là đất diễn cho chiếc GTX 1060 6GB hoặc là hơn nữa. Và dung lượng VRAM trong bài test nó cũng chạy khá là ổn định như là ở trong biểu đồ mà các bạn có thể thấy. Các bạn nên quan tâm cái VRAM tối đa mà khi các bạn chơi game nó tiêu thụ ấy, bởi vì cái trung bình mình thấy nó chưa chuẩn lắm đâu, mà cái tối đa nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Và một tựa game cuối cùng mà mình test cho các bạn đấy chính là PUBG, một tựa game gắn mác là esport nhưng mà nó đốt cấu hình thì chả giống một tựa game esport nào, bởi vì nó không tối ưu cấu hình cho lắm. Và khi mình chơi nhá, kể cả là 4K, 2K hay là Full HD thì cái lượng VRAM nó tiêu thụ nó cũng chỉ xoay quanh mức là từ 4GB cho đến là 5GB, và mình thấy nó thực sự là không tối ưu cấu hình một chút nào. Bởi vì kể cả như là mình có chơi nó ở low setting thì nó cũng ăn mất khoảng tầm 3GB RAM, và đẩy nó lên thì nó lên từ nó lên khoảng tầm 4-5GB. Và mình cảm giác đấy chính là sau khi mình test VRAM này, mình thấy đấy chính là nó tối ưu phần cứng cực kỳ tệ. Sau những thông tin vừa rồi của mình thì các bạn cũng có thể biết được lý do vì sao mà Nvidia lại cho ra mắt dòng card của họ là GTX 1060 bản 5GB. Bởi vì như các bạn thấy nãy giờ ấy, là 3GB nó vẫn còn hơi ít để các bạn có thể chiến những tựa game bom tấn khủng ở trên độ phân giải là Full HD. Và lúc này các bạn có thể thấy đấy chính là GTX 1060 nó làm việc đấy tốt hơn rất là nhiều. Và 1060 bản 6GB nhá, việc 6GB RAM đấy nó sẽ giúp các bạn chơi những tựa game bom tấn nó thoải mái hơn rất là nhiều ấy. Nhưng mà các bạn đừng quên, đấy chính là VRAM nó chỉ ảnh hưởng một phần thôi, mà sức mạnh của GPU nó còn ảnh hưởng nhiều hơn cơ. Thế nên nếu như các bạn lựa chọn card đồ họa thì các bạn hãy lựa chọn cân bằng giữa VRAM cũng như là sức mạnh của GPU. Và dựa trên sự cân bằng đấy thì mình có thể sắp xếp thứ tự sức mạnh của những chiếc card đồ họa. Từ thứ tự đấy chính là chiếc GT 1030 này, GTX 1050, 1050Ti, rồi là 1060 3GB, 1050Ti rồi mới đến là 1060 3GB nhá. 1060 3GB nó mạnh hơn là con 1050Ti ấy, rồi đến 1060 6GB rồi vân vân, đi lên như thế. Như vậy các bạn vừa rồi cũng đã có thể tìm được sự lựa chọn cho mình một chiếc card đồ họa làm sao để có thể tối ưu việc chơi game của bạn đấy chứ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.